Trong cơ cấu lực lượng tên lửa chiến lược Nga, cùng với các dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn đóng vai trò tấn công phủ đầu như Topol hay JAS, thì còn các dòng ICBM hạng nặng sử dụng nhiên liệu lỏng có khả năng mang các đầu đạn cỡ lớn để tung đòn tấn công hạt nhân hủy diệt hoàn toàn đối thủ. Đó chính là nhiệm vụ của dòng ICBM thế hệ mới RS-28 Samad của Nga. Là một trong những vũ khí chiến lược tương lai được công bố trong thông điệp liên bang của Nga năm 2018, ICBM Samad là một phương tiện vận chuyển xuyên lục địa, được thiết kế để thay thế dòng ICBM R-36M3 với biệt danh Quỷ Sa Tăng từ thời Liên Xô. Điều tạo ra sự khác biệt của ICBM nặng hơn 200 tấn này là khả năng mang theo 10-15 đầu đạn hạt nhân với tổng trọng lượng lên tới 10 tấn, tầm bắn hơn 18.000 km. Điều này đồng nghĩa với việc Samad có thể mang sự hủy diệt tới mọi địa điểm trên trái đất và rất khó có thể cản phá, tương tự như người tiền nhiệm R-36M3, Quỷ Sa Tăng. Điểm mạnh khác của Samad chính là việc các nhà thiết kế Nga tối ưu để dòng ICBM có thời gian tăng tốc trong bầu khí quyển rất ngắn, làm giảm khả năng bị phát hiện bởi các vệ tinh và các thiết bị trinh sát ngoài đường chân trời của đối phương. Một khi ICBM Samad bay ra ngoài không gian và giải phóng các đầu đạn để chúng hồi quyển với vận tốc vũ trụ cấp 1 tương đương Mach 20 thì không một hệ thống phòng thủ tên lửa nào có thể ngăn chặn. Không khó để hình dung chỉ cần một ICBM Samad với các đầu đạn nhiệt hạch có sức mạnh hàng chục megaton, chúng có đủ khả năng hủy diệt diện tích tương đương cả một quốc gia. Hiện tại, sức mạnh của ICBM Samad còn đang được nhân lên bội phần khi nó kết hợp với các thiết bị lượn siêu vượt âm Avangard. Sự kết hợp của hai loại vũ khí chiến lược này sẽ đảm bảo vị thế răn đe hạt nhân chiến lược của Nga trong nhiều thập niên tới.